đã quay kênh youtube Lý Việt em của mình Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn à, Mình thấy một thương gia Trung Quốc ở Twitter các bạn Có tên là Leo Wong này nè các bạn 61114898 nè à, Đây là một thương gia Trung Quốc nha à, Hãy khuyên chúng ta là không nên mua hàng Với một bi giá dưới 314.159 đô các bạn nha chúng ta xem nè Tôi là thương gia tiên phong đổi tiền bi ngang hàng với giá 314.159 đô la. Tôi vô cùng cảm nhận được cảm giác dễ chịu mà đổi hàng bi money mang lại cho người mua hàng. Mỗi người bạn nhận được sản phẩm sẽ gửi cho tôi những lời chúc nồng nhiệt. Lúc này trong lòng tôi ấm áp không gì sánh được. Trong vài ngày tới, chuỗi trung tâm mua sắm bi chen sẽ mở cửa, tức là bi chen mall đó các bạn và niềm hạnh phúc của những người đổi hàng sẽ lan rộng khắp thế giới. Hãy tìm bi, hãy tìm 314.159, đừng vào nhầm cửa. Đó, rất tuyệt vời đúng không các bạn, tức là khuyên. Khuyên là không nên mua hàng khi mà bi dưới 314.159 đô các bạn nha, rất là khủng khiếp. Còn Việt Nam mình thì 5.000 một bi ha à, 10.000 một bi, 13.000 một bi, 14.000 một bi, 15.000 một bi ha, khủng khiếp. Đó à, cho nên là mình nghĩ là đây là có một cái điều hay và rất là theo thông tin mình biết là rất là nhiều người thương gia Trung Quốc các bạn, khoảng là 600 người hay bao nhiêu đó đã chấp nhận thanh toán một bi là 314 159 đô trở lên rồi các bạn, không dưới đâu. Cho nên là chúng ta hãy nắm giữ chặt bi nha. Còn à, cái thông tin này các bạn tham khảo Còn các bạn, không tin thì thôi nha các bạn không tin các bạn cũng không cần phải để bình luận vào video mất công làm gì lắm ha bình luận thì bình luận lịch sự vào còn nếu cảm thấy không ok thì thôi đừng bình luận ha bình luận vào thì bình luận làm sao cho nhiều người giữ chặt bi đó, nhiều người có nhận thức được á để mà phát triển hệ sinh thái á còn bình luận vào để mà chán nản hay là tiêu cực rồi thì mất công lắm mất công mình xó đó các bạn ha rồi chúc các bạn thành công À nếu như các bạn chưa đăng ký bi thì hãy vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso ra màn hình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.